Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang đi trên cái trục đường 266. Tôi sẽ ra cái khu vực Shop House Complex để chia sẻ cho một số anh em hôm trước cũng đã muốn quan tâm đến cái khu Shop House đó. Thì đến bây giờ tôi đang trên con đường này. Từ cái vị trí mà tôi đi ra đến cái Shop House đó thì nó cũng cách khoảng độ 300-400 mét thôi. Ở khu vực này thì nó gần cổng khu công nghiệp, cho nên là kinh doanh buôn bán ở đây nó khá là sầm uất. Và những cái mặt tiền ở đây thì hiện nay bây giờ nó đang dao động ở cái giá là trên 20 triệu cho đến 30 triệu một mét. Thế thì cái shop house nó như thế nào? Thì hôm trước tôi cũng đã chia sẻ một chút về cái shop house. Shop house ở đấy thì chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng có đầu tư ở trong đấy. Và chúng tôi không có bán, nhưng mà bây giờ là đang có một số anh em người ta đầu tư, người ta muốn rút vốn ra, người ta muốn nhượng lại cho anh em nào đầu tư tiếp tục. Thế cho nên là tôi cũng muốn chia sẻ cái khu shop house đó cho quý vị, để cho quý vị thấy được cái tiềm năng của nó. Cái khu shop house này thì xin thưa với quý vị là đất này là đất sử dụng 55. Được xây cái lần đầu tiên thì cái khu bên ngoài mà người ta đã xây hiện hữu bây giờ ấy là 2 tầng. Và cái diện tích là được 72 mét ở trong bìa và xây làm 2 tầng. Thì chia sẻ để cho quý vị nắm được. Đối với cái việc xây dựng ở đây ấy, thì khi người ta bàn giao cho mình là người ta bàn giao về cái phần ngoại thất ở bên ngoài là bàn giao hoàn chỉnh, còn nội thất ở bên trong là bàn giao phần thô. Thế cho nên là tí nữa quý vị sẽ thấy được cái khu đó nó như thế nào. Trên con đường tôi đang đi ở đây thì đang ra đến cổng khu công nghiệp của Điểm Thụy. Đối với đất ở khu vực này thì thật sự với quý vị là nó cũng khá là đắt. Thế nhưng mà cái khu dãy bên này thì nó cũng dính vào quy hoạch khá là nhiều rồi. Thế cho nên là ở đây thì nhìn các cái mặt bằng người ta để ở hai bên đường này, người ta không xây dựng được nhà cửa, cho nên là nhìn nó vẫn cứ luộm thuộm như thế này. Đấy. Còn cái việc kinh doanh ở khu vực này thì nó khá là ok, bởi vì công nhân khu công nghiệp này nó đông lắm. Và con đường này thì nó bắt đầu đang triển khai để mở đường. Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị thì hiện nay ở cái khu vực này nó cũng là một trong những cái khu vực đắc địa để chúng ta có thể đầu tư kinh doanh về khu vực này. Đây là cái cổng khu công nghiệp. Quý vị có thể nhìn thấy đây là trung tâm cổng khu công nghiệp của Điểm Thụy. Còn có khu A và khu B. Quý vị thấy đây không ạ? Đây là khu A, bên này là khu B. Đấy. Thế thì cái khu B này này nó giáp vách với lại cái thằng complex mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị, những cái căn nhà shop house ấy. Đấy. Thì nó cách cái vị trí cổng khu công nghiệp này khoảng độ 200 mét. Đây, chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ để cho quý vị thấy được rằng là nó tiện ích như thế nào. Khu vực này thì quý vị nhìn thấy những nhà kinh doanh đầu tư, người ta mua bán, người ta kinh doanh các cái mặt hàng thiết yếu ở khu vực này khá là tốt. Quý vị nhìn thì biết ngay độ sầm uất của nó, đúng không ạ? Và đối diện với cái khu vực nhà dân cư này thì đó chính là cái căn shop house. Quý vị có thể nhìn thấy ngay từ bây giờ những căn shop house đây, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, xây cũng khá là hoàn thiện rồi. Và tôi muốn là chia sẻ thực tế cho quý vị để cho quý vị thấy được cái giá trị của nó. Đối diện với những cái căn shop house đó thì là các cái cửa hàng kinh doanh buôn bán ở đây. Đấy. Đằng sau cây xăng này nó chính là cái căn shop house. Và tôi sẽ đến với căn shop house để cho quý vị thấy được cái giá trị tiềm năng của nó. Khu vực này thì đường xá thì quý vị thấy bạn nó rộng lên tới cả vài chục mét. Đấy, nó có bên cạnh cái căn shop house ấy thì nó có cái khu complex, khu phân lô bán nền. Đấy, quý vị thấy không ạ? Thế thì cái đường xá vào cái thằng shop house này thì nó cũng đổ đến đây rồi. Bên trong thì nó đang làm công trình cho nên là xe cộ đi lại vận chuyển hàng hóa vào trong đấy thì nó vẫn chưa đổ con đường, đúng không ạ? Căn shop house thì như quý vị nhìn thấy này, xây theo cái lối coi như thế là đều giống nhau hết. Nó làm đều giống nhau. Đây quý vị nhìn đây.
khi xây dựng thì bây giờ bên ngoài đang bắt đầu chát chít rồi. À, đối diện với lại cái khu này thì đó chính là cái vườn cây xanh. Đấy, đây là cái mặt đường vào nó rất là rộng. Vỉa hè này, quý vị nhìn vỉa hè nó kinh khủng nhá. Riêng cái vỉa hè này thì chắc là nó phải rơi vào tầm cỡ khoảng độ cả chục mét. Đấy. Đấy là chia sẻ cho quý vị. Thì những cái căn shop house ở đây ấy thì hiện tại bây giờ ấy, nó có một số căn bây giờ anh em người ta đang muốn nhờ là chúng tôi giao bán. Thế cho nên là giá thành thì chắc chắn là nó cũng khá là rẻ thôi. Bởi vì bản thân chúng tôi cũng mua ở đây từ cái giai đoạn đầu, chúng tôi biết rằng là hiện nay thì người ta cũng muốn thu về với những cái giá chỉ gọi là bằng cái tiền lãi mà gửi ngân hàng cái số tiền đấy thôi. Đấy. Bên cái lô trong này ấy, thì nó hoàn thiện cũng khá là ok rồi, như quý vị nhìn thấy đây này. Đấy, quý vị nhìn thấy không ạ? Đấy. Đấy, một con đường nó vào đây. Đấy, hai bên nó là như thế này. Thế thì cái mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị ấy, thì giá thành ở đây thì nó cũng hơn 1 tỷ. Có những căn thì tỷ 1, tỷ 2, tỷ 3. Nó tùy theo từng các cái căn lô góc hay là lô thường, đúng không ạ? Nếu như quý vị nào mà có những cái nhu cầu muốn mua, muốn đầu tư về những căn shop house này thì quý vị có thể là liên hệ đến số điện thoại 0982 573 882. Chúng tôi sẽ chia sẻ trực tiếp cho quý vị cũng như là sẽ đưa cái tờ bản đồ cho quý vị để quý vị biết được rằng là cái lô đó nó là lô bao nhiêu và vị trí nó ở vị trí nào, đúng không ạ? Bên cạnh nó là cái khu nhà máy, đúng không ạ? Thì quý vị thấy được rằng là nếu như cái căn shop house này mà nó hoàn chỉnh ở đây ấy, thì khi chúng tôi ký hợp đồng trước đây ấy, là nó là khu trung tâm thương mại dịch vụ, nó sẽ là những cái nơi để kinh doanh buôn bán ở cái vị trí đó, nó xây shop house để vừa là ở vừa là làm quán xá, làm nhà hàng, làm bất cứ một cái gì để kinh doanh, đúng không ạ? Thế cho nên là cái loạt ban đầu là nó xây 2 tầng thì nó xây ở bên ngoài trước, loạt sau xây 3 tầng là nó xây ở bên trong, và nó còn có cả những cái vườn cây xanh, những cái bãi đỗ xe, những cái khu bể bơi. Nếu như trong cái tổng thể của nó thì nó rất là đẹp, nhưng hiện tại bây giờ là nó đang làm ở cái giai đoạn đầu thì nó xây dựng ở bên ngoài này là những cái căn shop house 2 tầng đấy. Nếu như nói về cái vấn đề mà trong hợp đồng là người ta sẽ bàn giao với nhà đầu tư là đến quý 2 năm nay là người ta đã phải bàn giao cho mình rồi, nhưng mà vì dịch Covid cho nên là nó sẽ tiến độ nó sẽ bị chậm lại mất một chút. Và hôm trước thì tôi cũng đã điện về bên văn phòng, thì bên văn phòng của Apex cũng có nói là nó sẽ tiến độ nó sẽ xê dịch khoảng độ 2 tháng đấy. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là chia sẻ thực tế cho quý vị như vậy để cho quý vị thấy được rằng là khi quý vị muốn đầu tư thì bây giờ cũng là cái lúc mà chúng ta đầu tư ở đây nó khá là tốt, bởi vì nó quá rẻ, đúng không ạ? Một căn nhà 2 tầng bây giờ cũng chỉ có hơn 1 tỷ thôi mà xây dựng như thế thì rõ ràng nó là quá rẻ đấy. Cho nên là chúng ta thừa biết được rằng là đường xá rồi thì nó ở cổng khu công nghiệp, nó mọi thứ nó rất là thuận tiện, kể cả chúng ta kinh doanh buôn bán ở đấy, chúng ta làm cái gì nó cũng rất là tiện ở khu vực này, đúng không ạ? Thế cho nên là trước đây, cách đây khoảng độ 4 5 tháng trước thì hầu như không có ai bán ở đấy, rất là hiếm người bán, bởi vì chúng tôi cũng tìm để mua cho khách nhưng mà không có người bán. Và đến bây giờ thì tự nhiên lại có 2 3 lô người ta đang có nhu cầu, người ta muốn thu vốn về đấy, người ta mới bán thôi. Chứ còn thì những nhà đầu tư như bản thân chúng tôi đây, chúng tôi mua 2 căn ở đấy, chúng tôi cũng không bao giờ chúng tôi bán, kể cả quý vị có giả đắt hơn nữa chúng tôi cũng không bán. Hoặc là đã nói đến cái việc không bán thì chắc chắn nó không nói đến cái việc là tiền nong là bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thế cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ để cho quý vị nắm được cái tình hình nó là như vậy.
Nếu như quý vị nào mà thiện chí thì quý vị có thể là liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn và thành công.